kể từ hôm nay kênh sẽ đăng những trận có sự hiện diện của trịnh duy đồng và vương thiên nhất dù đó là trận hòa hay có tỷ số thắng bại để các bạn tiện theo dõi còn các trận đấu còn lại kênh chỉ đăng những trận có tỷ số thắng bại không đăng trận hòa trong mùa giải này từ đây đến tết sẽ có rất nhiều giải đấu liên tục kênh sẽ cố gắng đăng nhiều nhất các trận đấu để các bạn tiện lựa chọn trận mình yêu thích để xem điều này chắc cũng sẽ gây phiền phức cho nhiều bạn vì youtube báo video mới của kênh liên tục mong các bạn thông cảm bỏ qua cho trận cờ đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi mời các bạn bấm like comment chia sẻ để ủng hộ kênh phát triển nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video sau